Mọi người ơi, bây giờ á, bây giờ đây là chị Hoa. Mời các chị vào đây. Đây để cho đạo diễn sắp xếp. Vào đi chị Hoa, xong rồi mình tám tiếp, ngồi đây bên cạnh, có đấy chị Hoa. Xong rồi. Chưa. Vẫn chưa được ạ. Vâng, ngồi chỗ đó các ạ. Vừa theo xong là cất tiếng ca luôn. Chị ngồi đây cho em. Bá dao luôn. Đấy. Chị ngồi xong bên này cho em. Thuốc của bà. Nhiều loại thuốc. Đấy. Nam các kiểu luôn đấy. Đúng không? Hồi nãy chị Hoa đang nói là bán cái thuốc là chị yếu sinh lý này. Đây nè mọi người, chắc thật đây này đúng không? Trong đấy có đấy. Đây nè mọi người. Đây thuốc đây. Không phải đâu. Đúng không? Không phải hả chị? Thế hai ba bà ngồi đây theo. Có nhiều loại chứ không phải một loại đâu. Các cháu nhá. Em nói chị Hoa là em bị yếu sinh lý 8 năm nay rồi. Bây giờ chị Hoa đang chữa cho em. Này Hoa bán thuốc nào đây? Bán thuốc này đúng không? Này thật này. Uống một cái lên liền phải không chị Hoa? Lên luôn đi. Lên luôn nha. Thế thì có mà. À vậy hả? Lên luôn nha. Đau lưng, đau xương, đau mỏi tê bì, đau toàn thân. À là uống là sẽ chữa lâu dài hả chị? Hả chị Hoa? Chữa lâu dài đúng không? Uống là phải lâu. Uống lâu lâu nó mới được mà. Mà uống xong là khỏe liền đúng không? Không bị liệt đúng không? Chứ nó không phải là mình uống cái lúc nào mình uống là được thuốc đấy mà khi là mình cái này bà ngồi trước cái chỗ này thôi. 3 năm 10 năm cả đời mình cũng được. À, hay quá chịu hai ơi. Hóa hay. Chim cười cái gì? Em nghe anh nghe anh bị yếu sinh lý em cười đúng không? Vui quá, clip này vui mọi người. Clip này là mình troll chị Hoa, mà chị Hoa chị vẫn nhiệt tình, chị tư vấn khám bệnh chữa bệnh cho mình. Mình phải có bắt mặt chứ nhờ. Anh nghĩ phải bắt mặt rồi chứ. Chứ bây giờ cứ ăn uống lên rồi sẽ coi xem. Tại vì mỗi một người sẽ cân nặng rồi. Em cũng bán thuốc luôn hả? Chim cũng bán thuốc, chị yếu sinh lý rồi mọi người. Sao? Nói cho nghe nào. Bà ấy vừa hát vừa theo được. Bây giờ là con gái thì sau này sẽ chuyên nghề cho con gái, bây giờ là biết thuốc, biết hết các loại thuốc rồi, nhưng mà bây giờ là chưa cho bán. Chưa cho bán, cười muốn chết. Bị quay cái chọc nó chỉ cười mới chỉ, xong mới chỉ kể thuốc chị yếu sinh lý các kiểu. Chị Hoa đấy. Này phải để cái tít là MC Hồng Phúc bị yếu sinh lý. Ra vào tôi coi đâu clip nào mà em được 1 triệu view là ngon lành nha. 1 triệu view là 50 triệu tiền mặt lãnh tiền luôn á. Đây chị Hoa đây mọi người, đây là cười mà cái clip trước không quay được thì mất tiếng, cười bể bụng mà không quay được. Tí anh Phúc anh sẽ vào chỗ giữa anh ngồi nhá. Đúng rồi, nhá. Không ngồi chỗ đó anh. Ngồi để giao lưu với chị Hoa. Em ngồi luôn xuống cho anh tí, đừng mở cũng ngồi luôn xuống cho anh. Đây luôn, anh ngồi luôn em. Cái này là mấy triệu đúng không bà? Cái áo này mấy triệu đúng không? Mấy triệu đấy. Đấy, rồi. À, áo nữ mấy triệu thôi, áo nam mấy trăm thôi. Cái này để quay lúc khác nhá. Thế thì bác dịch ra. Anh Kiệt nghe, chị yếu sinh lý anh Kiệt. Gom hàng. Chỉ lúc nào yếu sinh lý mới nên ra. Nên ra. Lúc này là đang văn hóa không thể. Ai coi yếu sinh lý thì lên kênh YouTube Phúc, còn ai coi đàng hoàng thì lên Chiếc Y Việt Nam nha mọi người. Coi tầm bậy. Xong nhỉ? Xong bắt đầu những cái túi để cháu gom lại. Cái nào không xài cho tụi em gom thì em ra ngoài hết. Cái nào cần mấy chị lấy đồ ra cần ra thôi. Cười khỏe bụng. Ôi vui. Đây là các chị dân tộc Dao mà nãy giờ nói chuyện cười bể bụng luôn. Cái chị em chọc chị. Nó là bị yếu sinh lý 8 năm nay rồi. Xong chị uống thuốc phải không? Chị bảo là bỏ và ngâm rượu rồi kia mà giờ cười. Thấy không? Để bên cạnh này nè. Đấy, đúng rồi. Để ra bên ngoài thôi. Còn nếu không thì để giấu. Hoa về em muốn thành công là em quay lại em mua nữa Hoa nha. Vâng. Gửi hàng rồi. Chị vẫn gửi nhiều lắm, bạn em nó bị yếu sinh lý nhiều lắm.
toàn bị yếu sinh lý không thôi, chỉ nội chỉ ngoại 8 ngày rụng cái gì đó, thấy quảng cáo cứ coi YouTube mà cười, là mỗi lần mà coi YouTube mà quảng cáo mà người nhà tôi ba đời chị yếu sinh lý chỉ nội chỉ ngoại, thì bây giờ em quảng cáo giùm chị này, xong rồi mai mốt là người ta đi tìm chị. Ê con ông ơi gì đó. Ơi. Giờ để tiết là chị Hoa bán thuốc chị yếu sinh lý. Chắc là thôi không, vẫn không. Mà sao em trêu chị không cười luôn á, chị mặt chị không biến đổi sắc thái luôn. Không, chị đang tìm cái này này. Bà duyên lắm luôn mọi người, giờ chọc bà mà bà không cười luôn, mọi mặt bà tỉnh bơ. Thuốc xịt nói đúng không? Nhưng mà hay nha, không bắt mặt nha. Hay. Mà uống là khỏi luôn. Được hết tất cả các loại nhóm. Cái áo này của mình à? Cái này của mình đúng không? Các bà theo áo là đẹp không? Nó đẹp luôn. Chị nói là đếm cái chỉ, đếm bao nhiêu sợi chỉ cho nó là sẽ tính tiền theo cái đúng không Kim? Tính tiền theo cái chỉ trên cái áo mà. Nhìn cái chỉ nó sẽ đưa cái giá là tiền bao nhiêu đúng không? Là bao nhiêu đường chỉ là loại chỉ hay sao? Bạn Chim, hướng dẫn viên của khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Nữa hả? Thế chụp quay vậy? À, có cả ba. Câu nữa bỏ ra đi các bà. Có chim lúc nào bà Chim? Đấy, bà đang thêu. Lúc đi qua nhìn thấy ở cửa nhà đang thêu đấy. Để điện thoại đâu rồi chứ nhỉ? Đấy, đẹp. Đây là bên đài à? Đài à? Đài của Sơn Động. Đài phát thanh truyền hình Sơn Động. Quá chưa. Ekip đang quay nè, ổn chưa? Không, bà có rồi, bà ở đâu mất rồi? Rồi, thế mẹ cho con cái nào để... Đây, cái này để... Cái này để... Mẹ con à? Em, mẹ trời ơi, mình nãy giờ nói chị yếu sinh lý mà hai mẹ con nhịp nhịp nhàng. Sợ hãi ghê. Trời ơi, đây mọi người, đây con gái, đây chị Hoa là mẹ. Mà nãy giờ mình... Trời ơi. Xong rồi mình nói chị... Trời ơi, mình nói chị yếu sinh lý mình là hai mẹ con hòa vào bán thuốc các kiểu luôn. Đâu, giờ phát hiện ra. Sợ quá. Bán thuốc đâu. Đụng mình đụng. Một ổ rồi mọi người. Chị có bán thuốc đâu. Chị ở nhà. Dạ vâng. Cà vào lưng á, cà vào lưng buồn. Check-in của mình nó có mặt ở phần mộng. Em buồn cái áo trắng luôn, để cho che cái áo trắng này che luôn, hiểu? Bỏ ra, anh bỏ ra ngoài vườn. Bản mộng. Vâng. Bản mộng, huyện Sơn Động. Thế đâu? Của Tây Yên Tử nữa được. Bản mộng, Tây Yên Tử. Bản mộng, Tây Yên Tử, huyện Sơn Động. Cái chữ là chữ gì? Chữ Thái hả? Chữ Giao hả em? Cái chữ trên cái chỉ á. Chữ này nè. Hoa văn người Giao hết. À được. Chữ này là chữ gì? Trung Quốc à? Đây trong logo này có hoa văn người Giao này. Quốc à? Quốc ơi. Trong logo này có hoa văn của người Giao. Logo hoa văn của người Giao là con chim á. Đấy chà, ôi thảo nào. Trong này mà. Con chim là chim gì ạ? Chim Phượng Hoàng hay chim gì ạ? Chim này là con chim rừng. Chim rừng. Chim rừng. Con chim rừng hót líu lo ta 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 ta